Như cái kia gọi chánh tay là chị Lụa nè. Đây là thiên đường của mình. Thiên đường mì cay. Chị ơi, mấy mình đi em mắt đi. Đi siêu thị em mắt đó hả? Ừ. Ờ, cũng được, chỗ đó bán nhiều bằng ngon lắm á. Ừ, cái gì ở nhà buồn quá. Đi. Mà em mắt màu vàng á. Thì sao? Là màu vàng á. Thì sao? Là thử thách màu vàng á. Cái gì? Thì sao cuối cùng là rủ đi siêu thị hay là làm thử thách màu vàng? Siêu thị sao thử thách màu vàng luôn. Ờ, thử thách màu vàng hả? Coi coi mình có đủ đồ màu vàng không ta. Cái này mới gọi là thử thách nè. Chứ màu hồng không phải là gì hết. Đúng rồi, phải là màu khác là thử thách. Chứ màu hồng thì không phải là thử thách rồi. Màu vàng, màu vàng. À, nhìn kia có màu vàng luôn. Vậy thì hello everybody, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Queen Vlog Bling Bling. Và bây giờ Vinky sẽ thực hiện thử thách 24 giờ sử dụng màu vàng. Ta-da, đây là đồ màu vàng của Vinky. Trong đó thì có một bộ đồ pyjama với bu màu vàng đến từ Pinky Honey Store. Đây là một bộ rồi mọi người, có cái quần nữa. Là một bộ đây. Cái này là đồ bộ mặc ở nhà, đồ ngủ mặc ở nhà. Đây, nếu mà ai thích bộ này á, thì có thể vào page Facebook tên là Pinky Honey để nhắn tin, sẽ có nhân viên tư vấn và chốt đơn hàng cho mọi người nha. Nhưng mà bây giờ thì Pinky chuẩn bị đi ra ngoài đường rồi, cho nên mình sẽ không có thay cái bộ pyjama màu vàng này. Đây, cho mọi người xem. Nếu mà mình ở nhà thì mình sẽ thay bộ này cho mọi người xem rồi. Tiếp theo thì Pinky có một bộ đồ màu vàng rất là xinh. Cái set này là không phải vì biết trước cái thử thách màu vàng này cho nên mới mua đâu nha, mà là Pinky có sẵn. Tại vì thật sự ra là mảng của Pinky là mảng kim á. Mà mảng kim thì màu phong thủy là màu trắng màu vàng nè. Cho nên là thường là trong tủ đồ của Pinky cũng có một ít màu trắng và màu vàng. À đây, màu vàng rất là xinh, màu vàng. Và với lại thật sự ra ngoài màu hồng ra thì Pinky thấy là màu trắng với màu vàng cũng rất là xinh tại vì nó rất là sáng luôn nè. Đây, tí nữa cái set đồ này á, Pinky thay lên mọi người sẽ thấy là nó xinh như thế nào. Tiếp theo thì mình ăn ở đây. Mình có 200.000 màu vàng để tí nữa mình sẽ đi siêu thị. Không biết là 200.000 ăn có đủ với lại cái miệng ham ăn của cô Pinky không nữa. Đây, ở đây là có nơ. Hai cái nơ màu vàng mình sẽ cài lên đây sau khi mình thay đồ nhen. Nơ 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 nơ. À, có một chiếc túi xách màu vàng nữa. Đây, và một đôi cao gót màu vàng. Tinh tinh. Bây giờ thì mình biến hình nha. Bling bling, vàng tươi. Màu vàng rất sáng, màu vàng rất xinh. Đây, sẽ phải xinh đâu mọi người. Như là bút bê vậy đó. Bây giờ mình đi thôi nha. Đi tới siêu thị màu vàng thôi. Ta-da, vậy là mình đã tới siêu thị E-Mart. Tiếng Việt mọi người hay đọc là siêu thị E-Mart. Bây giờ siêu thị này là chắc chắn màu vàng rồi. Ở đây là mọi người có thể thấy là xe đẩy cũng màu vàng nè. Ta-da. Bây giờ thì mình sẽ đi nha. Ui, cái này là nước uống vị chuối hả ta? Nước này là sữa hay là nước hả ta? Mình sẽ mua nước này. Nước uống vị chuối. Cái này lạ quá nè, này là Hàn Quốc. Mời nhân viên đồ chơi liên hệ qua dịch vụ xin cảm ơn. Mời nhân viên đồ chơi liên hệ qua dịch vụ xin cảm ơn. Đây là nước bông cúc, trà bông cúc. Ý lại có nước chuối nữa nè. Chuối sữa, đây là chuối sữa. Có đông trùng hạ thảo luôn. Ôi trời, nhiều quá, không biết lấy cái nào giờ. Đông trùng hạ thảo, chuối sữa. Ôi, bánh này là phô mai que. Vy ơi, bánh này phô mai que nè, phải không? Bánh que vị phô mai que. Bánh que vị phô mai que. Ý, có mì xanh da kìa, mì xanh da kìa. Gọi chánh tay là chị Lụa nè. Đây là thiên đường của mình. Thiên đường mì cay. Mình sẽ lấy, có bán lóc không ta? Đây, mua luôn một lóc luôn đi, chứ mình mua có lẻ đâu có đủ cho mình. Cái này mì phô mai. Mì này chỉ có ăn rồi là mì nước. Nhưng mà chị thích mì cay xanh giang hơn. Hồi trả lại chị, chị sẽ lấy mì cay xanh giang. Lấy mấy đi nhờ? Thôi lấy hai thôi. Sau khi mua đồ xong bây giờ mình sẽ đi kiếm gì ăn nha.
thì rất là nhiều đồ ăn luôn, và đặc biệt là đồ Hàn Quốc, mình sẽ ăn đồ Hàn Quốc nhé. Cho em một phần thập cẩm này, với lại một chả chả cá mà nước trong trong á anh. Bên kia hả? Rồi ok, bạn bên kia lấy ha. Cho em một cây chả cá anh chị. Hai cây đi. Màu vàng. Cái này cá trứng hai màu, số màu vàng ở bên này. Cái nào đó ta? Đậu hũ chiên. Cái này cũng là cá trứng luôn hả? Ê, trứng tamago. Có đậu hũ nữa nè. Sao lấy đậu hũ không ta? Này, màu vàng. Hình như mấy cái này là giống nhau á Vy ơi. Thôi kệ, lấy luôn đi ha. Giống nhau hết á. Chị Vicky đã mua được rất là nhiều, khá là nhiều đồ ăn từ trong siêu thị Emart. Nhưng mà tiếc là đông quá cho nên không có quay được bên trong. Cho nên Vicky phải kiếm một chỗ ngoài để ngồi ăn đây mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn trước sushi nha. Cơm cuộn. Chết rồi, không có cái chỗ đồ được nước tương. Vi lấy chị ké nha, chị ké thử coi cay không, ngon không. Để coi coi cái nước của chị có cay không. Vi cũng có, trợ lý Vi cũng có mua một phần đó nói đi nữa, nhưng mà tại sao Vi mua bánh gạo mà người ta có hỏi là muốn ăn cấp độ mấy, còn bên kia không có thể hỏi, thì chắc là vì món khác nhau. Để mình ăn thử rồi tí nữa mình biết nha. Mở mấy cuộn cơm này ra, đã bóc xong quá cực. Cho chị ké cái đã. Nào cái này cấp độ 2 mà cay vậy hả? Ngon nha. Cái món của em tên gì? Số 2. Món của em tên gì? Tteokbokki hả? Còn của mình ghi là tteokbokki thập cẩm sốt đỏ. Mà sao không ai hỏi cấp độ? Cái của Vy rất là ngon. Lát hả mình sẽ vô mình nên mua thêm ta. Cũng được thôi. Nói chung sushi siêu thị mà thì không thể nào mà kiểu như là ngon xuất sắc trong nhà hàng được. Đây là chả cá ô đen. Đây. Đây, một cái chả cá của nó sẽ là như thế này. Và nước của nó là nước ngọt thanh nha. Giờ mình sẽ ăn nha. Chả cá này chắc chắn là màu vàng rồi. Thanh thanh ngọt ngọt. Nếu một cái phần chả, một cây chả cá này nó cũng khá là nhiều chả cá nha mọi người. Đừng có tham quá, một người nên kêu khoảng 2 cây thôi, 2 xiên thôi là vừa. Chứ còn nếu như mình ăn nhiều món thì mình cũng mỗi kiểu như mỗi người một xiên thôi, mình còn ăn món khác nữa. Một cây chả cá anh chị. 2 cây đi. 2 cây đi. 2 cây đi. Cái món chả cá này á, nhìn thì có vẻ nhạt nhẽo, nhưng thật sự là cái nước của nó rất là ngọt, cho nên phải chấm với nước. Nước này không biết là làm bằng cái gì, chắc là canh rong biển hay là một cái gì đó đặc biệt nữa. Nó rất là ngọt. Còn một xiên nữa nha, mình sẽ để dành một cái sang qua món này trước nha. Sao nhìn cái này của mình có vẻ là không đậm màu bằng của Vy ha. Không biết là khác món hay tại vì mình không có yêu cầu cấp độ được, cho nên là nó nhìn nó nhạt nhẽo. Này. Ta-da. Trong này tất cả các nguyên liệu là bả đã màu vàng hết luôn. Tại vì có chả cá nè, xong rồi cái tteokbokki, xong rồi làm kiểu nước sốt ớt cho nên nó thành màu vàng vàng cam cam. Đây, giờ bên kia sẽ ăn thử một miếng tteokbokki trước nha. Cái này cũng có cay nha, mà cái ít nó không có được đậm đà bằng cái của Vy. Cái của Vy là cấp độ 2, còn cái này là cấp độ 0, cấp độ 0 quá. Nhưng cũng có cay cay. Ngon quá. Không biết là đúng gốc ở bên Hàn Quốc hết
là cái món là nêm nếm có độ đậm đà ngon vậy không, chứ thật sự là siêu thị Emart nó nổi tiếng về những cái món tóc bút kia Hàn Quốc này, là bên kia có nghe là siêu thị Emart là nổi tiếng về cái món này, nó ngon đậm đà. Thêm miếng trứng, ủa quên, thêm miếng tóc bút kia đi, rồi nó dẻo này. Quá ngon luôn. Ai mà thích ăn cay đậm đà thì nên thử các món Hàn Quốc tại food court của siêu thị này, nổi tiếng mà. Bây giờ sẽ là phần barbecue trông đợi nhất, đó chính là cái chiếc bánh flan khổng lồ này. Siêu to khổng lồ này chỉ có 15.000 thôi, màu vàng ươm luôn mọi người. Mà flan này gọi là bánh flan nướng nha, chứ không phải là bánh flan hấp. Mình sẽ thử nha. Đây thì mình sẽ múc lên nha. Đây. Ở dưới là có bánh. Ở trên là flan, ở dưới là có bánh nha mọi người. Thấy không? Rồi mình sang nha. Trời ơi. Rất là béo luôn á. Phải nên thử, chỉ có 15.000 thôi, phải nên thử món này mọi người ơi. Món này là cực kỳ nên thử nha, chỉ có 15.000 thôi. Quá xuất sắc. Trời, Vi mua cho mình nước ngọt luôn. Tại vì biết là mình ăn nhiều đồ quá sẽ cần đổi vị chút xíu. Rồi, hôm nay là bên kia đã thực hiện những cái thử thách là sử dụng đồ màu vàng nè, rồi ăn tại food court của siêu thị Emart. Nếu như mọi người có những yêu cầu bên kia làm những thử thách màu gì tiếp theo thì hãy bình luận bên dưới cho bên kia biết nha. Và nhớ ấn theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của bên kia nha. Bye bye.